Hôm nay mình sẽ ăn cá lóc chiên tương nha các bạn. Cá lóc chiên tương, mình sẽ chiên cá trước, rồi mình sẽ chưng với bún tàu, đậu phộng, ớt ngọt Đà Lạt nè các bạn. Ăn kèm với rau sống rất ngon. Ở đây thì mình sẽ có một con cá lóc hơn 1,1 kg. Mình sẽ đem về và sẽ sơ chế rửa thật sạch nha các bạn. Các bạn sẽ rửa sạch bằng chanh và muối. Còn đây là những nguyên liệu kèm, đây là hũ tương hột Cholimet. Mình sẽ chưng cùng với cá nha. Và nấm mèo. Nấm mèo mình sẽ cân 30g. Hai bịch bún tàu nhỏ như thế này nha. Củ hành. Và các loại rau sống. Dưa leo nè. Mình sẽ ăn kèm đó các bạn. Ớt Đà Lạt không cay, còn có rau nè, tía tô, rau húng cay nè, rau húng lủi và hành lá nữa. Cá thì mình đã sơ chế sạch rồi nè các bạn. Cạo rửa sạch lớp nhớt bên ngoài xong bằng chanh và muối. Mình sẽ cạo những chỉ máu nhỏ trong bụng cho trắng như thế này nha các bạn. Ruột, bao tử thì mình cạo muối cho sạch. Đó, mình cạo sạch hết như thế này. Xong thì mình sẽ khứa ra 3 khúc. Khúc đầu riêng, khúc giữa. Mình sẽ khứa những lần như thế này. Để sau đó cho nó thấm gia vị nha các bạn. Nấm mèo thì mình sẽ cân 30g và ngâm cho nở. Sau khi nở rồi thì mình sẽ cắt bỏ gốc nha. Cắt bỏ hết cái gốc dơ đi. Sau đó thì mình sẽ lại tiếp tục cho nước vào và cho vào một ít muối bọt. Sẽ bóp rửa cho thật sạch nhé các bạn. Hai vắt bún tàu mình sẽ cho vào nước để ngâm sơ qua. Các bạn ngâm vừa mềm là được, đừng ngâm lâu quá sẽ nhũn bún tàu nhé các bạn. Sau khi bún tàu vừa mềm thì mình sẽ vớt ra rổ rửa sạch, rồi mình sẽ cắt khúc như thế này cho vừa ăn nhé. Gốc hành lá mình sẽ cắt khúc và hành củ thì mình sẽ cắt muối cao như thế này nhé. Hành lá thì mình sẽ cắt nhỏ và nấm mèo thì mình sẽ cắt từng miếng vừa ăn như thế này, đừng nhỏ quá. Sau đó thì mình sẽ bắt chảo lên, cho dầu vào để mình chiên cá. Dầu nóng thì mình cho cá vào để chiên cho hơi vàng nhé. Vì cá hơi lớn mình sẽ đậy nắp vào cho chín cá. Cá vừa vàng thì mình sẽ trở bề. Cá vàng như thế này là được, mình sẽ vớt cá ra đĩa nha. Sau đó thì mình bắt một cái nồi lên bếp, cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ cho hành tím và tỏi băm nhuyễn vào để phi cho vàng thơm. Cho nấm mèo vào. Mình sẽ xào cho chín nấm mèo nha.
Sẽ nêm vào một muỗng nhỏ hạt nêm và một muỗng cà phê đường. Khi nấm mèo chín thì mình sẽ cho hành lá sắc nhuyễn vào. Mình sẽ cho vào một muỗng canh tương hột. Xào lên cho tương hột thấm vào nấm nha. Kế đến thì mình sẽ cho bún tàu vào và tắt lửa đi để độ nóng của bếp sẽ chín bún tàu trộn lên. Sẽ bắt một cái nồi lên bếp nữa, mình sẽ cho vào 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ cho hành tím và tỏi băm vào để phi vàng thơm. Khi tỏi hành vàng thơm, mình sẽ cho vào 5 muỗng canh tương hột nhé. Cho vào một chén lưng nước lọc. Hai muỗng cà phê đường. Một muỗng nhỏ hạt nêm. Một muỗng nhỏ xíu bột ngọt. Rồi sau đó thì mình sẽ cho cá vào nhé các bạn. Sẽ trở cá cho thấm ngập nước tương và gia vị. Cá sôi lên thấm gia vị thì mình sẽ cho củ hành trắng vào. Kế đến là gốc hành lá cho vào hết. Rồi mình sẽ cho bún tàu và nấm mèo lên trên mặt cá nhé. Bún tàu và nấm mèo mình đã xào chín rồi. Mình sẽ cho lên trên để cá ở dưới sôi từ từ. Và cái hơi lên sẽ làm nóng bún tàu và nấm mèo. Hành lá sắc nhuyễn mình sẽ cho lên trên mặt nhé. Sẽ cho ớt sắc khoanh vào cho ngon và đẹp mắt. Ớt này các bạn đừng sợ cay nhé. Ớt Đà Lạt chỉ ngọt thôi, không cay. Rắc thêm một ít đậu phộng lên trên mặt.
Bếp vẫn còn sôi nè các bạn. Sôi êm êm như vậy thì thức ăn nóng ngon lắm, cá thì thật là thấm gia vị. Các bạn sẽ dùng món này ăn nóng với cơm nhé. Hoặc các bạn sẽ cuốn bánh tráng với rau sống, chấm nước mắm chua ngọt, rất là ngon. Như vậy là món cá đã xong. Các bạn ăn kèm với rau sống, dưa leo. Thực đơn hàng ngày của mình thật là đơn giản với món cá. Ăn rất ngon đó các bạn. Mình sẽ dọn ra ăn thôi. Mình mời các bạn dùng với mình nhé. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.